bên người luôn anh, quay bên người luôn, quay bên người luôn, quay bên người luôn này, rồi lát được quay lại rồi. Đúng rồi. Hôm nay thì không biết là các anh chị thấy mình có lạnh không ạ? Hay là đang ấm? Ấm. Đáng là sẽ nóng đúng không ạ? Rất là cảm ơn các anh chị hôm nay mình đã dành thời gian một buổi tối rất là mưa. Mình đã vượt qua những cơn mưa để đến đây. Mà thường á, cái hội trường mà nó ấm cúng như thế này nè, sẽ là một cái buổi tối mà chúng ta nhận được rất nhiều giá trị. Không chỉ là những giá trị do những chuyên gia chia sẻ, mà giá trị là do tự chính chúng ta cảm nhận được và tự chính chúng ta hiểu ra được vấn đề. Tôi xin phép được chia sẻ luôn vào cái nội dung của buổi chia sẻ tối ngày hôm nay. Thì không biết các anh chị ở đây, các anh chị nào cảm thấy là mình hơi hơi bị thiếu tự tin khi mình làm kinh doanh không ạ? Ôi, giờ tất cả mọi người đều tự tin à? Ai cũng tự tin hết luôn, tuyệt vời quá. Các anh chị nào cảm thấy là sau một khoảng thời gian mình làm LifeWise, khi mình đi đề xuất với mọi người, khi mình bị từ chối nhiều quá, mình bị mất lửa không ạ? Có ai bị mất lửa không ạ? Dơ cao lên à? Có tầng 1 nào của mình bị mất lửa không ạ? Hay nhiều hơn. Các anh chị nào cảm thấy là mình gặp rất nhiều khó khăn và rất nhiều cái thử thách khi mình làm LifeWise, cho nên là mình không sắp xếp được cái thời gian khi mình làm công việc này không ạ? Cũng có một vài anh chị. Vậy thì xin chúc mừng tất cả các anh chị. Nếu như anh chị nào chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề mà tôi vừa chia sẻ lúc nãy, thì hôm nay các anh chị đã tới đúng chỗ và đã tìm đúng người. Bởi vì cái vị chuyên gia mà tôi sắp chia sẻ lên đây là một người có thể giúp các anh chị giải quyết được các vấn đề của mình. Bởi vì sao ạ? Cách đây hơn 10 năm trước, khi tôi biết chị, thì chị còn là một chuyên viên cấp cao của tập đoàn FPT. Và thời điểm đó tôi thấy là chị là cái người hiểu về cái cách làm sao để xây dựng một doanh nghiệp hơn bất kỳ ai, bởi vì chị làm công việc tư vấn. Mà có lẽ là vì quá hiểu làm sao để có thể mở một doanh nghiệp, nên chị rất e ngại hai từ rủi ro. Mà càng hiểu về doanh nghiệp, càng hiểu về rủi ro, thì chị càng khó để khởi nghiệp, tại vì thấy quá nhiều rủi ro. Nhưng mà thực ra cũng chính là hai cái rủi ro đó mà chị đã lựa chọn kết hợp với doanh nghiệp LifeWise theo hình thức là kinh doanh thương mại. Bởi vì sao ạ? Chị thấy được một con đường mà ở đây có thể mở được một doanh nghiệp lớn nhưng mà không cần đầu tư vốn lớn, và quan trọng nhất là rủi ro bằng không. Đó là cái điều mà tôi thấy khi mà chị chia sẻ lại câu chuyện của mình. Và thực sự á, khi mà tôi càng hiểu hơn về chị, khi biết hơn về chị, thì tôi mới thấy là chị đúng là một tấm gương cho cái sự bền bỉ, sự nỗ lực mỗi ngày. Các anh chị ở đây, ai nói mình bị từ chối nhiều, mình bị mất hưng phấn, thì các anh chị có thể biết là ngày xưa lúc mà chị chia sẻ câu hỏi với mọi người á, cái tốc độ mà chị bị phản đối nó lan truyền tới cấp số nhân. Có nghĩa là chị chia sẻ một người để phản đối, xong họ lại đi lan truyền cho những người xung quanh. Cho nên chị mới nói với tôi là ngày xưa lúc mà chị làm kinh doanh đó, là chị phải chia sẻ cái thông tin của LifeWise nhanh hơn cái tốc độ mà người ta lan truyền cái sự tiêu cực. Cho nên chính vì cái sự nỗ lực bền bỉ như vậy, chính vì cái sự kiên trì đến cùng như vậy và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình, thì chị đã có được cho mình một đội ngũ mà ở thời điểm hiện tại chị là người đang cỡ đầu cho một thủ lĩnh VIP 3 sao của LifeWise. Và tôi thấy được ở thời điểm hiện tại á, sau rất nhiều cố gắng, sau rất nhiều nỗ lực, chị có được cho mình một doanh nghiệp đang tự sản sinh lợi nhuận, và chị là người cực kỳ tự do về thời gian, chị chủ động về thời gian, chị có thể làm tất cả những thứ mà chị muốn, có thể chơi với con, có thể đọc sách, có thể chăm sóc gia đình. Nhưng mà doanh nghiệp của chị vẫn đang tự vận hành, vẫn đang tự chảy cái dòng tiền mỗi tháng, mỗi tuần và thậm chí là mỗi ngày. Cho nên ngày hôm nay tôi tin chắc rằng sau buổi giao lưu, sau buổi chia sẻ này, các anh chị sẽ thấy rõ hơn về con đường mình đã lựa chọn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai,
niềm tin của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Và cái thứ ba, chúng ta hiểu hơn về LifeWise, hiểu hơn về cách đề xuất cơ hội với người khác. Và sau ngày hôm nay, hành động của chúng ta quyết định hơn, niềm tin mình mạnh mẽ hơn, và kết quả của chúng ta sẽ tăng cao hơn. Do đó, xin mời tất cả các anh chị hãy dành những tình cảm yêu thương nhất, nồng nàn nhất, trân trọng nhất để chào đón lên đây Kim Nga và Kim Trâm, thủ lĩnh VIP 2 sao Hoàng Thủy Quý Nga.